Dạ, thưa xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hiện thế đang có mặt tại quán Hot Girl Thốt Lốt của bạn Khương Dừa. Đây là Thốt Lốt, thì Thốt Lốt này đã chặt ra rồi nha các bạn. Thì Thốt Lốt này là được là chuyển đi nhiều nơi, thì bỏ trong thùng nước đá này vậy đi, chặt nước đá. Thì được chuyển đi nhiều nơi, chẳng hạn như là Sài Gòn, đặc biệt là chuyển đi Hà Tiên rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình đến trên đường đi vô chùa Bánh Xèo, thì Hot Girl Thốt Lốt này cũng gần chùa Bánh Xèo nha. Sẵn đó cũng ghé thăm em Hot Girl Thốt Lốt luôn, thì cũng lâu lắm rồi mới ghé thăm lại em từ ngày dịch tới bây giờ. Thì mời quý vị và các bạn cùng đi với mình đi qua bên cái chỗ mà em đang chặt thốt lốt nha. Thốt lốt nói là trái thốt lốt này có trái là 3 muối, có trái là 4 muối, có trái 5 muối luôn không Thốt? Trời, dữ vậy anh, dữ vậy. Rất nhiều muối. Đây là trang LTV. Dạ, đây là Hot Girl Thốt Lốt. Thấm chào cô chú anh chị ạ. Còn bên đó là cái gì? Quay phim của trang LTV. Ngại bỏ chạy luôn rồi. Đây là Hot Girl Thốt Lốt, còn đây Caramel. Ô bộ em có kênh đấy, sao mà có ca. Em có TikTok. Có TikTok nè. Thì sẵn đó hôm nay thì mình cũng giới thiệu là một số mặt hàng mà Hot Girl Thốt Lốt bán luôn nha. Thấm lên đây giới thiệu với anh cái em coi là cái gì. Bán cái này cái em. Đây cho em bán luôn đi không sao đâu. Thì đây trước tiên đó là mình giới thiệu quý vị là Thấm có bán nước suối luôn nha. Đặc biệt trước tiên đây là nước suối. Cái đó đây là thốt lốt shop. Thốt lốt shop này là mình đấu giá luôn đấy các bạn. Đấu giá luôn. Thì hôm trước là bạn Khương Dừa cũng có ghé, cũng coi là những cái điều chỉnh để em lấy cây thốt lốt và mẻ xuống. Đúng rồi, nghe được là nước thốt lốt. Rồi đem về là một phần đó là nấu nước này bán, còn một phần đó là nấu ra đường. Đúng rồi. Đây ra đường. Đây là cái hộp mình làm em đăng ký luôn, anh đường nhà làm. Đường nhà làm luôn. Là mình quậy ra đường luôn á. Rất là ngon nha, cù queo nha. Cái nước này nè, nấu hoài hoài mới hầm này. À, nấu hoài hoài luôn á hả? Nấu hoài luôn, nấu mấy tiếng hồ nè. 3 tiếng hồ, 2 tiếng mấy, 3 tiếng hồ mới ra được cái thành phẩm này. Cực lắm anh ơi, làm này cực lắm. Nấu lò điện nghe là lò lò hả? Em lò củi của em á. Lò củi nè, lò củi này, củi này. Lò củi mở cái đó còn không có nắm nha. Đúng rồi, em đâu có tiền đâu mà thân kia. Nghĩa là nó chơi cho nó vui nha cô chú. Thì mình với anh Thấm thì nói chung ra thì cũng như là anh em rồi, quá quen rồi. Đây, chồng em cho nó vui thôi, chừng nào em có chồng. Chưa đó anh ơi, chưa đâu hả? Chưa đâu hả? Để gì cho mấy nói có thèm chơi vậy? Đang bị ghế. Đang bị ghế là để cho nó thèm chơi. Nó vậy chứ Thấm có một kênh TikTok rất là dễ cưng nha cô chú anh chị. Dễ cưng mà lại là dễ thương nữa, nhìn rất có duyên. Kênh đó kinh nghiệm giới thiệu cho quý vị có trả luôn đi. Cô chú anh chị có vô kênh để chữ Thấm 1995 á. Thấm quay thốt nốt không ạ? Chỉ có thốt nốt không ạ? Thiệt không? Còn vậy thốt nốt không ạ? Có gì khác không? Dạ không. Thiệt không? Thầy đi. Quay một mình thốt nốt không ạ? Quay một mình luôn. Quay một mình chạy thốt nốt rồi chứ không có gì hết á. Quay ngoài chặt thốt nốt không ạ? Không làm gì trơn. Lâu lâu vô gặp em gái chồng cho vui nha. Thì cái này là đường, cái này là nước thốt lốt. Còn cái này là nước màu thốt lốt. Còn cái này là nước màu thốt lốt. À, vậy là mình cái mặt hàng này là mình bán sao vậy em? Em bán hũ vậy, hũ 10 ngàn. Hũ, hũ này là 10 ngàn. Dạ, bằng thắng bằng nước thốt lốt thắng ra thơm lắm. Thắng bằng đường thì nó bị kéo chỉ. Thắng bằng nước thì nó lỏng lỏng mà nó thơm, cái mùi cá thơm lắm. Còn mùi cá thơm lắm không? Mùi nó thơm lắm nè. Thử đi, mình thử sao không biết. Thôi ơi, mở nắp ra thôi, khỏi hủi. Để cho anh tháo cái khẩu trang anh thử mới được nha. Công nhận cái mùi thuốc bốt nó thơm, thơm cái mùi thuốc bốt. 10 ngàn hả? Dạ 10 ngàn. Đồng giá 10 ngàn hết đó, bự nhỏ thì cũng 10 ngàn hết luôn. Cái đó 20. Cái đó 20 mới được, cái đó 20, 20. Còn cái này? Cái đó em bán hũ 50
hổng hổng 50 ha tại quầy nhà nha, là cái hàng chất lượng thường thường đó. Còn hàng này thì rẻ, hàng của công ty ta làm, cơ sở ta làm nó rẻ, hai bình có 35 ngàn. Ồ, rẻ dữ vậy hả? Một ký có 35 ngàn. Một ký 35 ngàn. Mà vốn có hai mấy ngàn thôi, tấm bán có đồng. Bán mà phải có lời, muốn bán phải có lời. Bán là lời, không thấm thấm nói thiệt chứ không không thích nói giống cái gì này. Chỉ là hủ đường này là 50 ngàn. Dạ đúng. Bự nhỏ cũng mới gian hả? Nhỏ thì dễ tiền hơn chứ. Nhỏ, nhỏ thì có nhỏ hả? Nhỏ, nhỏ luôn. Nhỏ thì 25 ngàn. Còn giá sỉ thì điện cho thấm. Muốn mua giá sỉ thì điện cho thấm. Con này là thấm bán lẻ. Còn cái này. Này là tốn miễn phí hả? Dạ 20 ngàn. Cái này miễn phí nha. Cô bác nào mà muốn có thì nó mình phải thấm. Qua số điện thoại. Qua số điện thoại. Nghe chỉ đồng rồi miễn phí. Quế nhảy đầu. Rồi thấm chặt cái này ha. À, bán. Còn bán nhiều đồ mà. Còn cái này em thấy cái gì nó mẫu nè. Cái này là cái gì? Đường gói lá thuốc bột. Đường gói lá thuốc bột. Nhưng mà đường của công ty. À. Công ty ta làm, ta gói nó, lá. Nó cũng bằng này hả vậy? Bằng này luôn. À, tất nhiên là 1 ký 35 ngàn luôn hả? Dạ, vốn hai mấy ngàn đó. Đúng. Anh nổi giá em bán rồi đâu có vốn gì vậy trời. Nói chạy đi, nói trên cơ cô chú biết thôi, chị mong muốn cô chú khỏi trả giá. Khỏi trả giá ha, mình bán là tịnh thiệt, mình bán thiệt ha. Còn cái này? Cái đó là me lào, tao xấy xấy xí muội rồi đó. Ờ, rồi mình em bẻ. Em lấy của người ta vậy. Lấy chứ không phải bẻ hả? Không, em lấy. Ờ, tưởng đâu này bẻ. Em lấy của người ta tao xà làm sẵn. Ờ, dạ. Rồi, có cái này, còn cái này? Nó thích nốt thái à. Ờ. Nốt là sắc nhỏ nhỏ, em có thấy thấy khô. Thấy khô luôn, cái này để lâu được rồi cha. Cái này em dán rồi. Này để lâu được nè em, không thơm gì trơn hả? Không, em dán rồi. Dán lại rồi, hết thơm mà. Đây, thấy không? Cái này thịt vừa thái nè. Thịt vừa thái luôn. Còn cô bán này không à? Mình bán thì mình cho thử ra. Chưa hả? Mới bán bữa nay chưa ăn. Mới bán bữa nay luôn, bữa nay bữa khai trương luôn. Rồi. Chào. Sao mà bán nhiều dữ vậy? Bán cũng món. Chào. Bộ khổ lắm mà. Khổ lắm, chào bán nhiều dữ hả? Em bán đủ mặt hàng luôn á. Khổ cực quá, phải có chồng đi. Thôi. Vậy cho nó làm bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em có 28 à. 28 rồi hả? 28 còn gì nữa mà không chịu có chồng trời. Ủa 25 à? 95 à. 95 rồi, năm nay là đếm là 28 tuổi phải rồi. Ở ngoài đời 28 à. Ở ngoài đời á. Còn chỗ nè. Ngoài trong giấy là 27. Trong giấy 27 em còn này em. Cái đó me chua lắm anh ơi. Me chua luôn á. Mẹ nhà là mình tẻ nhà ha. Tẻ nhà mấy tôi củi hộp ra. À, bữa nay vô phá thấm nha cô chú anh chị. À, bây giờ hết giờ phút bốn sẽ biểu diễn qua tận cái đường chặt cái phút bốn cho quý vị xem nha. Chặt không có mua chị nha, cái bình thường chặt cái đấy. Phải là mới được. Là đi. Khoan, khoan, mày mò ra cái này mình trang lại đó. Rồi. Ăn đi. Ăn sao? Ăn cái vỏ. Cái vỏ, bỏ nước luôn. Chị cho anh em cũng lâu lắm rồi, khoảng 7 tháng nay mới gặp nhau cô chú anh chị. Dạ. Đứa em thì hỏi thăm rồi chọc ghẹo rồi cho nó vui. Mà cũng rất mong là có cái đám cưới để ăn. Thôi. Mà không biết tới chừng nào đây nữa. Dạ. Đến tiếp tục. Tiếp tục của thấm dễ cưng lắm nha cô chú. Thì thấm có nói là cái nít TikTok của thấm là thấm1995. Dạ. Đó, thì bà con cô bác vô ủng hộ. Có quảng cáo gì á kêu em nó quảng cáo luôn. Kêu có tiền. Đó, có tiền em mới sắm chồng. Kêu có tiền, TikTok làm không có tiền. TikTok làm không có tiền hả? Chưa từ có tiền. Làm không kịp mà đòi tiền hoài chết rồi. Một ngày á là trung bình là chạy đến tắm không? Nãy hả? Ờ. Chắc có hơn hả? Tấn ký hay trái à, vậy? Một tấn trái đó. Chắc hơn quá. Hơn luôn nè. Nặng lắm. Ờ, anh thấy là nặng nên anh giác một buồn. Không, một ngày đi chặt bao nhiêu trái chị? Mấy ngàn trái á chị? Mấy ngàn trái. Dạ. Nó nặng lắm á, đi tấn là nó nặng lắm á. Mà trái thuốc lúa nặng thiệt. Bây giờ bao nhiêu người bẻ rồi? Có mình ăn 3 bẻ à. Ừ, vậy 3 bẻ ngày gần 2 tấn thuốc lúa mà. Tại vì vô mùa một cây một mà đủ, nó xây cổ chẳng. Trái nhiều lắm. Một cây là cả tấn rồi hả? Không, một cây mấy trăm ký. Dữ vậy đó ha. Cây thì 5 có bù, 7 tấm bù, cây
ông bà cô chú ăn đặc sản của An Giang nha, đặc biệt là ở Tràm Tiền. Chạy thốt lốt không biết rồi mát rồi lại nóng luôn. Quá không ăn, ăn lợn ngon á, cái gì cũng vậy đó, mình ăn hoài không ngon. Bán về không có ăn. Anh em lâu ngày không có cũng gặp là phải cầm kẹo cho nó vui. Ở dữ được. Sao cỡ này trái chắc lỗi không á, cái nào cũng có á nha. Thôi chứ vô mùa trái nó chắc lỗi cho nó mùa theo mùa cái gần mùa cái bẻ hết. Yeah. Nó giỡn gì chứ có món này một trái thường thường là nó bao nhiêu muối? 3 muối, 2 muối, 1 muối thì có 4 muối nhỏ. Có 4 nữa ha. Nhưng mà nó hiếm lắm. Mập bự mới được 4 muối à. Không có lại. Nhỏ nó cũng 4 muối tại nhầm cây á anh. Nhầm cây 4 muối. Dạ tại cây nó 4 muối. À cái nhỏ nó cũng vẫn 4 muối à. Cái này cũng mới phát hiện một chuyện lạ đó nha. Cây có cây đó thì 2 muối, 3 muối, 1 cây 4 muối à. Nhưng mà thằng 4 muối bỏ nó sợ nó không phải đâu chứ chút luôn. Sao cây vậy? Chia ra 4 muối nhỏ xíu à. Cái muối bị nhỏ đi. Nhỏ già. Bỏ mà làm vậy? Em bỏ nó luôn, em bẻ cái khác, em không bẻ cái khác, không khỏe cái đó về. Là bỏ nó là nó hư rồi, cũng bỏ luôn. Bỏ luôn. Nhỏ quá nhỏ, chặt đâu có thật đâu. Mấy cây là có thật á, về bán. Sau 6 tháng không gặp, ngày gặp thì sinh ra nha. Trời. Không có thiệt chứ bộ. Càng ngày càng già đi. Dài đeo nhiều lắm hả? Có đâu, không có ai đâu đeo em đâu. Vậy hả? Dao quá ớn. Để đó mình cũng ớn á. Cầm cái dao này mà bữa nào mà về mà nó dặn dặn nó chặt một cái thì thôi. Bao nhiêu của trên đời bỏ hết trơn á. Dành tới cái dao này điêu luyện được á. Bữa nào mà dặn dặn đi. Dặn chặt đâu phải chúng đó. Dạ bởi vậy. Bữa nào mà chỉnh chỉnh nè, anh mà về mà nhậu hoài sẵn là chết với em, thế nào em cũng chặt luôn à. Dao mỏi tay sao mà thấy đeo vàng dữ thế anh ấy. Hả? Dao mỏi tay nhưng mà thấy đeo vàng à, dữ. Quá đeo vàng à. Bởi vì dễ vậy có chồng. Có chồng sợ đeo vàng ít hơn hả? Ít. Ít lấy đi. Lấy anh đại dao một sức đeo em. À. Lấy đại gia ha. Ừ. Ủa đại gia ta quen người đẹp hơn chứ sao quen em cho anh? Dạ giờ anh khen em là em nói anh khen cái bộ sao ngộ vậy trời. Em đẹp đó. Dễ xinh lắm á. Các bạn hay là các anh em nào đó vô xem TikTok đi mà thấy 70 ngàn nữa mình mà còn cái hấp dẫn đồng chi là những bạn chơi chơi 70 ngàn mà trong đó 60 ngàn người nam mà có 10 ngàn nữ. Wow. Nữ hả? Đã dữ vậy đó hả? Chị ngồi coi phân tích luôn á, phân tích kênh đồ thôi. À. Biết chứ. Đã nè. Không, đó là em đam mê bên phóng mà. Cái này có cây mà nó không có trái luôn, sắp căng rồi cũng có đó. Có nhưng mà
không biết sử dụng cái cây này nha. Đôi khi cái chặt cái chén thốt này không biết là chặt không được nha cô chú. Thấy em nó chặt bập 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 vậy, không phải là nó như vậy. Nhưng mình là mình chặt không được đó, đôi khi á là mình chặt ngay cái muối không à. Nó vô giữa cái muối các bạn. Đây. Bye bye nha, còn dùng thằng chén nó rút được nha. Đây là cái chén thốt gốc này á thì không ngay. Đây nó có cái chỗ này là nó hai muối thì mình sẽ dễ chặt. Chuyên nghiệp lắm á. Đó, thấy không? Mình nhìn đây qua đây. Chuyên nghiệp lắm chứ không phải dân chừa đâu. Đó. Vô rồi đúng không? Phạm ơi. Phạm ơi. Đó đích mình. Đít cái nữa đâu, Phạm ơi, đít cái nữa. Đít cái nữa hả? Dạ. Đít cái nữa. Đít cái nữa. Rồi. Đầu á. Đầu đi. Đầu đi. Đít cái đúng rồi. Dở không? Rồi tắt đó. Đi. Tắt không? Tắt. Đây. Tắt cái kia, cắt kia, tắt đầu rồi, đúng rồi. Tắt cái đầu không? Đây. Anh làm xích mà chị dám sợ chứ không có được. Né cái mũi dao quá được. Ghê. Đây, nó ghê quá nè, thử em. Thử phải lụm mới được á. Khó khăn rồi, khó khăn rồi. Để coi bên bển thử coi sao. Khó khăn quá. Đó, mình cũng chuyên nghiệp lắm á, chứ không phải giỡn nha. Tại cái trái này nó có hai muối, cho đúng nên rồi. Là nó dễ hơn những cái trái ba muối. Anh nói em nãy giờ anh nghiên cứu cái cọng trái này. Đúng rồi, nãy giờ anh nghiên cứu nãy giờ đó. Mấy muối? Hai muối. Chứ còn mình cái trái ba muối là thua. Em gái rất là vui vẻ. Anh em nào mà trẻ tuổi các bạn tham thấy cũng chưa chết đi. Mình bằng mày hết. Anh thua bả mình chưa chết anh em thôi. Hãy cứ đến đi. Hãy cứ đến đi. Em đang thay thế cho nghe cô chú. Chiều nay em sẽ đọc tình đừng đã luôn. Thì ở đây thì em bán đủ mặt hàng về thốt lốt nè, nước thốt lốt nè, rồi đường thốt lốt nè, rồi nước màu thốt lốt nè, còn gì thốt lốt nữa không em? Hả đẹp không? Trái thốt lốt nữa nè, trái thốt lốt nữa nè. Thì hôm nay thì mình đến thì cũng chia sẻ với các bạn ở trong cái khu vực này thì nước thốt lốt của em thì bên ra thì nhất thì mình cũng dám nói nhất, nhưng mà mình uống nhiều nơi rồi thì chỉ có cái chỗ này là mình chịu. Là nói chung ra là uống ngon đó, thì mình cũng dẫn một số bạn bè vô thì ai cũng thích, ai cũng nhận là cái chỗ này uống ngon so với các chỗ khác. Thì bà con cô bác anh chị nào á có đi ngang đây á, thì nó dự định là nó gần cầu Bến Nghèo thì có quán thuốc lốt phòng tắm, thì cô chú anh chị cứ ghé quán rồi nói là anh Thái giới thiệu vô là uống tính tiền cũng không có rẻ đâu. Thái tôi còn bị tay giới thiệu vô là uống tính tiền nên chơi vậy cái đồ cho nó vui nha cô chú anh chị. Em như vậy mình quán mình ở đây có số điện thoại rồi không, đôi khi quý khán giả người ta coi á, người ta muốn mua đồ á mình có số điện thoại mình liên hệ với người ta. Em đọc luôn nha. Em đọc luôn. Số điện thoại của em là 0396 889 497. Đọc lại cái nữa được cho giáp ơi. 0396 889 497. Anh em nào mà còn trai chơi vợ nhớ kỹ nha, có gì điện liên hệ với em nha. Anh ơi cho em nháo nói cái nữa là 9 giờ đừng kỹ em cho em uống cho ngon. Giờ ban ngày thì mấy anh cứ điện thoại hết, 9 giờ cho em nó ngủ ngon nha. Video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và gặp lại cô chú anh chị và mọi người, xin chào.